Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện, 37 tuổi, chú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 4, tổ kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thị trấn Vân Canh kiểm tra quán cà phê Ba Cô Gái tại khu phố Tân Thuận do Nguyễn Văn Thiện làm chủ. Khi thấy quán cà phê vẫn mở bán và rất nhiều người tụ tập uống cà phê, tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ thị 16, nhưng Nguyễn Văn Thiện lớn tiếng chửi bới, lăng mạ rồi cầm dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn. Trong lúc lập biên bản tại bên trong quán, Thiện dùng ghế nhựa đánh ông Võ Thành Long, công an viên, trúng tay gây thương tích.